need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, it's all that we need. Freedom, democracy, for you and for me. Freedom, democracy. Xin kính chào quý vị khán thính giả của diễn đàn tự do TNT Media. Bây giờ thì Phú Sĩ, Lê Hải và Thanh Liêm chúng tôi sẽ quay trở lại phần 2 của buổi nói chuyện hội thảo ngày hôm nay. Mở đầu phần 2 chúng tôi sẽ nói về cái sự thờ ơ, cái tính mặc kệ nó của các bạn trẻ tuổi đôi mươi ở bên Việt Nam. Cá nhân Phú Sĩ đó thì Phú Sĩ có một cái ấn tượng rằng các bạn trẻ bên Việt Nam có vẻ như là các bạn rất là thờ ơ và phó thác mọi chuyện của xã hội, mọi chuyện bên ngoài, mọi chuyện về chính trị, xã hội, về những cái vấn đề thời sự hay là về quốc tế hay là về những cái đề tài mà có tính cách chính trị, xã hội. Hoàn toàn các bạn không có quan tâm đến và các bạn chỉ là nghĩ đến những cái gì mà nó có vẻ như là có tính cách là nhỏ bé và cá nhân cho mình. Ví dụ như là chơi game, dành thời gian suốt ngày chơi game với các bạn bè, hay là đi tiệm cà phê, hay là đi ngồi nhậu ở các quán nhậu lề đường, hay là nói chung là các bạn hoàn toàn chỉ lo khư khư cái cuộc sống cá nhân của mình thôi, coi bóng đá rồi vui mừng với những trận đấu bóng mà có cái chiến thắng, hay là đến coi những ca nhạc, show biểu diễn ca nhạc và ngồi coi, nghĩa là say mê và đắm đuối trước những thần tượng như Đàm Vĩnh Hưng hay gì đó. Mà ví dụ như cái chuyện Hồng Kông nó nóng bỏng, các bạn trẻ Hồng Kông xuống đường đấu tranh và đổ máu và hy sinh cho cái tương lai của Hồng Kông, thì Phú Sĩ thấy là lên Facebook Phú Sĩ coi hàng cả mấy chục bạn trẻ Việt Nam không có một ai nói về cái vấn đề gọi là Hồng Kông, bạn trẻ Hồng Kông hết, mà các bạn chỉ nói về ví dụ như những cái đồ, những cái gì đó rất là vớ vẩn như là cô ca sĩ hay là trận bóng đá hay là cái gì đó. Thì đó là ấn tượng của Phú Sĩ. Hải và Liêm thì có một cái ấn tượng như vậy không? Hay là Hải và Liêm có cái nhìn khác hơn với cái ấn tượng mà Sĩ có? Thì rất là đồng ý với cái ý kiến của anh Hải là cái thế hệ thanh niên ngày nay nó rất là thờ ơ với tất cả các việc xảy qua xung quanh của họ. Không chỉ thờ ơ với những cái chính trị giống như anh Hà Sĩ vừa đề cập tới là những cái vấn đề Hồng Kông rất là nóng bỏng, hoặc là những cái vấn đề về Trường Sa, Hoàng Sa mà Trung Quốc nó hiện tại nó đang đưa cái tàu mà nó đi vòng vòng ở trong đó, nó khảo sát cái vùng biển của Việt Nam. Thì đó là những vấn đề chính trị, nhưng mà họ còn thờ ơ cả về những cái vấn đề về xã hội. Lấy một cái ví dụ mà gần đây Liêm thấy được, nó cho Liêm thấy là cái sự thờ ơ đó nó đạt tới đỉnh điểm. Có nghĩa là một vài tháng trước này thì nếu các anh chị theo dõi tin tức thì cũng thấy rằng có một cái trường hợp mà có hai chị em, một người thanh niên đã đi xe gắn máy, đi xe hai bánh, nó đụng vào một chiếc taxi. Sau đó thì ngã ra bất tỉnh và đập đầu xuống đất thì không có còn cửa quậy gì. Thì cái người taxi đó cũng có dừng lại. Và cái người tài xế này đi xuống xe và nhìn một hồi rồi leo lên xe bỏ đi mất. Thì trong khi hai chị em, cái người này nằm bất tỉnh ở dưới đất, thì anh Sĩ và anh Hải thấy rằng có rất rất là nhiều người đi ngang qua và họ chỉ bỏ đi, họ đi thẳng, họ chẳng có lại coi người này bị cái gì. Rồi cho đến một hồi thì người thanh niên này tỉnh dậy, bò ra giữa đường và cầu cứu mọi người. Thì có người vẫn có người bỏ đi, có người thì dừng lại nhưng mà cũng không có làm gì. Rồi cuối cùng thì có một người móc cái điện thoại ra gọi cho xe cứu thương tới. Thì cái kết quả là cái cô gái đó đã chết, và cái người thanh niên đó thì đem vô nhà thương, thì Liêm không có biết được cái tình trạng sau này. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là chúng ta thấy là tại sao một cái thế hệ, một cái người dân Việt Nam nó có thể thờ ơ tới nỗi mà thấy chết không cứu như vậy, nó rất là đau lòng. Thì theo Liêm á, thì có lẽ là một phần lớn là bởi vì cái sự giáo dục của Việt Nam ở trong nước. Thì nhắc lại về cái sự giáo dục á, thì ở những cái bậc tiểu học
thì người ta đã dạy cho những cái đứa con nít ở Việt Nam là phải biết vâng lời người lớn, lúc nào cũng phải nghe theo và không có được có ý kiến gì cả. Và đôi khi những đứa con nít này nó phải lên, nó phải học rằng nó phải biết nói dối để cho làm cho vừa lòng người lớn. Linh thấy một cái thí dụ là khi bạn đi học ở dưới lớp cấp 1 đó, thì cô giáo thường đưa ra một cái bài văn là bạn nên về tả về người bà hay là về người mẹ của mình. Thì ví dụ như tả về người bà thì có nhiều, rất là nhiều cái em bé, nhiều khi khi mà sanh ra thì bà đã mất rồi, có nhiều khi chưa bao giờ trong cuộc đời gặp được bà. Nhưng mà khi cô giáo đưa một cái đề tài như vậy thì bạn phải tưởng tượng ra một người bà như thế nào để mà bạn tả. Bạn không có được cái trôi là nói là tôi không có gặp được bà, có thể tôi tả được một người ông. Bạn phải tả người bà là trong trí tưởng tượng của bạn ra. À, hoặc là tả về người mẹ thì có những cái giống như khuôn mẫu mà mẹ tôi là một người rất là hiền từ, lúc nào cũng về nhà chăm chút cho con cái hay là những cái gì đó, thì cô giáo đã đưa ra một cái gợi ý sẵn. Bạn mà chỉ nói là mẹ tôi mà đi làm về khuya mà nấu mì gói cho tôi ăn là thôi, kể như là cái bài văn đó là không điểm rồi. Mà cho dù cái đó là sự thật của ở trong nhà của em bé đó, thì những cái việc như đó thì bạn thấy là những đứa con nít nó đã phải học cách nói dối để mà đi qua được hay là pass qua được cái giai đoạn đó. Thì lớn lên một chút, học trong những cái trường middle school thì bạn cũng vậy, bạn học những cái tác phẩm khác. Linh lấy một cái ví dụ mà cái tác phẩm ở Việt Nam rất là nổi tiếng là cái tác phẩm Tắt Đèn hay là Chị Dậu của Ngô Tất Tố. Thì cái tác phẩm này có lẽ học sinh ở Việt Nam thì ai cũng học, nhưng mà người ta đã đưa ra cho bạn hẳn một cái khuôn mẫu là khi bạn đọc cái tác phẩm đó thì bạn phải phân tích rằng những cái nhà giàu rất là ác ôn, là bóc lột những tầng lớp lao động. Những cái đó thì bạn phải phân tích đó là những cái điểm của cái tác phẩm đó, và tất cả các học sinh đều viết cái bài phân tích đó giống nhau, và không ai có được quyền có một cái ý kiến nào mà khác biệt hết. Không thì bạn sẽ rớt cái lớp đó. Là cái bậc đó là bậc học sinh đi học rồi, cô giáo cứ mà ghi lên bảng thì học sinh ở dưới mà ngồi chép xuống, tới lúc cần thi thì chỉ là lặp lại những gì mà cô giáo đã viết trên bảng thôi, không có nên có những cái ý kiến nào khác. Cho dù vào đại học của Việt Nam cũng vậy mà thôi, thì nó cũng học một chút khác hơn thôi. Nghĩa là ở đại học Việt Nam thì được dạy cho triết học Marx Lê, mà các Marx với Lenin hay là những cái tư tưởng Hồ Chí Minh mà tất cả các đảng viên đều học học tới 50 năm rồi mà vẫn còn học, vẫn học chưa xong nữa. Thì cứ như thế mà theo thầy họ ở trên đại học Việt Nam thì bạn cũng có thể học nhóm, cũng có thể làm những cái research, nhưng mà thầy giáo thì đã đưa ra một cái con đường, nghĩa là một cái khuôn, bạn có quyền viết trong cái khuôn đó, nhưng mà nếu bạn đi ra ngoài cái khuôn đó thì sẽ bị fail ngay. Thì tóm lại là cái nền giáo dục Việt Nam á, theo Liêm á, thì nó đã tạo ra một cái thế hệ mà chỉ biết là vâng lời thôi, đi theo một cái khuôn mẫu. Lãnh đạo hoặc là thầy cô nói cái gì thì bạn phải làm theo cái đó và không nên có ý kiến, đừng có cãi gì hết. Và dĩ nhiên là ở Việt Nam thì bạn biết là cái tầng lớp mà lãnh đạo cao nhất của đất nước là ai, tức là Đảng Cộng sản. Thì Đảng nói gì thì tất cả cứ thế mà nghe, mà cứ làm thôi. Như vậy Liêm nói cái điểm hay đó, là cái nền giáo dục Việt Nam đó là một trong nhiều cái nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân chính để mà nó tạo ra một cái thế hệ trẻ Việt Nam là thờ ơ mặc kệ nó. Và cái nguyên nhân của giáo dục Việt Nam đó là cái khuôn khổ, mà cái định hướng, một cái định hướng theo một cái là định hướng là về mặt chính trị, về mặt tư tưởng là phải là luôn luôn tôn sùng và ca ngợi Đảng Cộng sản, phải tôn sùng ca ngợi lãnh tụ, rồi là phải luôn luôn là rập khuôn, tức là chỉ được nói, được viết,
được bày tỏ những cái điểm gì mà nhà nước, thầy cô và nhà nước hay là chính chính quyền muốn các em phải nói, và không có được quyền nói lên cái suy nghĩ của mình hay là cái tư tưởng của mình. Và đồng thời đó là cái trọng tâm của cái nền giáo dục đó là nó muốn là tạo nên một cái trong cái đầu của các bạn trẻ, nó muốn xét, tức là nó muốn làm cho các bạn trẻ bị nhồi sọ và chỉ hướng một suy nghĩ, một cái hướng duy nhất theo một cái khuôn mẫu mà cái nhà nước nó muốn thôi. Nó không có nói về những cái khía cạnh khác trong xã hội của loài người, đó là về những cái tính giá trị nhân bản, ví dụ như là những cái giá trị mà tự do, hay là những cái giá trị mà về mặt đạo đức, hay là về thương yêu, giúp đỡ những người đồng bào, những người xung quanh mình khi mà người ta gặp nạn. Tức là nó không có nhấn mạnh về những cái tính nhân bản của con người, mà nó chỉ nhấn mạnh về cái tính chính trị, cái tính là đảng muôn năm, rồi lãnh tụ muôn năm, rồi nhà nước muôn năm, rồi tức là nó là như vậy. Hải nghĩ như thế nào? Thì Hải nghĩ là anh Thanh Liêm đã đưa ra một cái phần mà Hải nghĩ là then chốt, là về cái giáo dục, và đó là Hải nghĩ đó là trong cái kế hoạch trăm năm trồng người của Đảng Cộng sản đã nhồi sọ với và đưa những cái tư tưởng và cho học sinh đọc sách, nhưng mà cái câu đáp số là đã định sẵn và phải viết đáp số như vậy thì mới được lên lớp hoặc là được cho điểm cao. Đó là cũng lý do tại sao Đảng Cộng sản lại buộc những cái giáo chức lại là đảng viên, tại vì họ muốn huấn luyện và kèm kẹp những số giáo chức đó để buộc cho những cái lớp tuổi trẻ sau này, thế hệ sau này học những cái bài học và những cái suy nghĩ của họ để theo một cái định hướng của mà đảng đặt ra sẵn. Đó thì để cho họ không có đặt vấn đề với đảng mà chỉ lúc nào cũng chỉ là trông sùng và nhìn tới vẻ đẹp của đảng và chỉ thấy những gì như là đảng đã định ra. Y chang giống như một con ngựa mà bịt hai mắt hai bên, không nhìn hai bên được, chỉ nhìn thẳng đường trước mà đi tới thôi, chứ không có nhìn khía cạnh hai bên. Nó lấy đánh mất đi cái sự suy nghĩ và cái cách đặt câu hỏi của người dân, như là người ta không có suy nghĩ nhìn cảnh. Như cái việc lúc nãy anh sĩ nói, có thể là học khả năng học một ngoại ngữ để có thể mình không cần đọc những cái tin tức mà đã được sàng lọc qua một cái nhà báo hoặc là một cái cơ quan nào đó rồi, đó, để mình có thể tiếp cận thẳng với những cái nguồn tin đó. Thứ hai nữa là quý vị cũng có thấy được là cái đất nước Việt Nam mình bao nhiêu năm sau khi thống nhất tới bây giờ, nó so sánh với lại Nam Hàn thì nó như thế nào? Tại sao như vậy? Nam Hàn thì có gì khác với Việt Nam mà lại con người giống nhau, nó cũng tương tương với nhau, là suy nghĩ họ cũng tương tương với nhau, và cái khởi đầu họ cũng ngang giống như là Việt Nam, hoặc có thể thua Việt Nam ở giai đoạn 75. Nhưng mà tại sao bây giờ họ phát triển như vậy? Thì có thể là chúng ta không có đặt câu hỏi là từ đâu nó có đó, không phải là tự nhiên là có. Đất nước Việt Nam cũng là dãy dài biển Đông, rồi cũng có tài nguyên phong phú, mà tại sao những người mình có những yếu tố đều thuận hòa, nhưng mà lại sao mình không được cái phát triển như là một đất nước như Nam Hàn hiện tại? Đó là mình so sánh nhỏ nhỏ thôi với những gì quân thể thấy trước mắt. Tại sao như mình hay nói là đế quốc giải chết, giờ nó đế quốc giải chết 45 năm, 50 năm rồi, tại sao nó không chết? Đó, mình có những cái đó những cái đó thì mình phải đặt câu hỏi là tại sao như vậy. Những người trong nước thì thấy là tại sao có dân oan xuống đường, tại sao người ta lại oan, là ở đâu người ta, tại sao người ta phải khiếu kiện. Mình có để đặt những câu hỏi đó, mình mới biết cái mặt trái mặt phải của câu chuyện như thế nào, từ đâu nguyên căn từ đầu ra, chứ không phải là mình chỉ nghe phong phong rồi mình cứ theo đó làm được. Thì trong cái câu chuyện mà anh Liêm đưa ra, thì cái việc mà cái người bị tai nạn ở dọc đường mà không có ấy, thì đó là một cái hướng đi đối với Hải rất tai hại cho một xã hội. Mà một xã hội lành mạnh phải biết thương yêu nhau, biết nâng đỡ nhau, và trong những thể chế để bảo bọc người yếu, người già, đứa trẻ đó, thì có những cái thường có những cái luật pháp hoặc những cái thể chế để giúp đỡ những đứa bé
à, đứa bé nó mới lớn lên nó yếu sức khỏe thì cần uống đổ những chế độ như là giúp đỡ bà mẹ có những cái nguồn thức lương thực để có sức khỏe để nuôi đứa trẻ, thì đứa trẻ nó lớn lên nó mới mạnh khỏe mới học hỏi được. Thì đó, những cái đó là những thí dụ tại trong một cái chế độ mà người dân được hưởng lợi hoặc được có cái xã hội mới có chịu cái sự đùm bọc lẫn nhau, nâng niu lẫn nhau, thì lúc đó mới có những cái tài năng và cái sự sống đối với hải là một cái xã hội lành mạnh. Còn khi mà người bị tai nạn dọc đường như vậy mà mọi người nhìn chỉ ghé qua nhìn một cái rồi bỏ đi thì thật sự thờ đến độ đó nó rất nguy hiểm. Mà chính những người vị đó đi ngang qua lại không đặt câu hỏi, giả sử nếu người nằm đó là chính mình hoặc là con em của mình thì mình sao, mình mong muốn gì, mình có muốn người đi dọc đường và để cứu con em mình hay không, là mình cũng để họ như vậy. Nếu mà cái viễn cảnh mình muốn con em người ta cứu con em mình thì mình cũng phải cứu và cứu như hơn như họ, tại vì cứ người ta không có đặt những câu hỏi để đặt mình vào những cái vị thế như vậy thì con em quý vị té dọc đường hoặc đi ra dọc đường rất có khả năng là lúc đó không có cha mẹ, không có bạn ở đó đó, thì bạn cũng muốn một cái xã hội ai cũng đùm bọc lẫn nhau để cho biết là khi con mình không nó ngoài tầm mắt mình, con mình vẫn có một người nào khác tốt bụng để giúp đỡ con mình khi mà nó té xuống, khi mà gặp nạn như vậy đó. Thì nếu mà các bạn quý vị lắng nghe mà không có giúp để tạo một cái xã hội như vậy thì quý vị sẽ không thử được như vậy, và con bạn có té dọc đường sẽ không ai nâng, và khi đứa bé mình không ai nâng như vậy thì nó sẽ tiếp tục như vậy, lần sau nó thấy người khác té nó cũng như vậy, thì biến đổi sẽ từ một người nào đó giúp đỡ thì người thấy người ta đã khác thấy trải nghiệm thì trước tôi té có người đỡ đỡ nên tôi cảm thấy đỡ hơn, đỡ đau hơn và ít ra nó cũng ấm lòng khi mình được nâng đỡ khi té đó, thì nó đó là một cái việc làm tốt để xây dựng lên một cái xã hội tốt chứ không tự nhiên nó có. Nhưng mà thật sự thì cái xã hội ở Việt Nam nó xuống cấp bao nhiêu năm nay nhiều hơn, nhưng mà theo qua cái cuộc nói chuyện này hãy mong muốn là những người quý thính giả có thể là làm việc gì đó để mình giúp đảo hướng cái đà đó đi, để không còn là cái xã hội đất nước Việt Nam nó tốt đẹp hơn, để cho đó là một hội và mà mình muốn sống ở trong cái xã hội đó là nó có những cái sự đùm bọc bao che lẫn nhau như vậy. Rất là cảm ơn Lê Hải. Sĩ thấy rằng những cái chia sẻ của Lê Hải về cái tác hại nguy hiểm của cái tính thờ ơ và cũng như là hãy nói về những cái xã hội lành mạnh thì con người ta cần phải có một cái sự quan tâm, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tỷ thấy những cái điều mà Hải vừa chia sẻ rất là sâu sắc, tỷ rất là thấy thích thú về những cái suy nghĩ sâu sắc đó của Hải. Mà Phú Sĩ cũng muốn bổ sung thêm một điều, cái câu chuyện của Liêm đưa ra, Phú Sĩ muốn nói rằng trong cái trường hợp của Việt Nam á, người ta đi qua đi lại tất cả mọi người đều là không có ai làm gì hết, tất cả là mặc kệ nó, phải không? Cho những người đó nằm trên đường đó còn mặc kệ nó, người ta chỉ lo công chuyện của người ta thôi. Thì Phú Sĩ thấy rõ ràng cái ở bên Mỹ mà một cái trường hợp như vậy nó xảy ra thì mình thấy cái gì nó xảy ra, mình sẽ thấy là bao nhiêu người sẽ móc phone ra gọi 911, rồi những người sẽ chạy đến để coi có thể giúp được gì cho nạn nhân hay không. Rồi cái chừng mấy phút sau là mình thấy là ambulance, xe cứu thương, rồi xe của những cơ quan mà khẩn cấp người ta chạy đến, tức là rầm rầm khắp nơi, đúng không, để người ta giúp đỡ, đúng không? Thì Phú Sĩ thấy rõ ràng có một cái sự khác biệt giữa hai xã hội, không chỉ là những cá nhân con người cần phải có cái tình yêu thương giúp đỡ những người bị nạn hay là những người xung quanh mình khi người ta cần giúp đỡ, mà trong cái xã hội lành mạnh, mà cái xã hội mà Hải nói lành mạnh đó, cái nhà nước nó đã có những cái định chế, những cái cơ quan chức năng, và những cơ quan chức năng đó phải có trách nhiệm là giúp đỡ những người bị nạn. Trong cái trường hợp đó là ambulance sẽ chạy đến rầm rầm, và những cái xe mà của fire department là của sở cứu hỏa cũng có cái chức năng là phải cứu những người bị nạn luôn. Tức là mình sẽ thấy là cái sự mà phản ứng của nhà nước khi có một cái yêu cầu giúp đỡ nó rất là nhanh và nó rất là chuyên nghiệp. Cái điều đó là cái điều mà Phú Sĩ hoàn toàn không có thấy trong cái câu chuyện của Liêm. Tại sao không có ai bắt phone
Và sau khi bắt phone thì cũng là phải là một thời gian lâu, thì may lắm mà có chiếc xe cứu thương nó đến. Còn trong cái câu chuyện của Liêm là sẽ nhớ rằng hoàn toàn không có chiếc xe cứu thương nào đến hết, mà cái anh thanh niên đó là tự ảnh bò ảnh đi rồi ảnh kiếm cái xe taxi nào đó chở đến nhà thương thôi, chứ không hề có xe cứu thương hay là xe cứu hỏa nào đến để giúp ảnh hết. Theo sĩ biết là như vậy. Dạ thì anh Sĩ với anh Hải đã đề cập tới một cái vấn đề ở đây là Liêm cũng nghĩ rất là quan trọng, cái đó là cái luật pháp của Việt Nam. Cái luật pháp của Việt Nam thì nó rất là mù mờ, nó không có công minh và nó cũng không có khuyến khích người ta làm người tốt. Trong cái trường hợp này á, theo những cái ý kiến mà Liêm đọc thì người ta nói sở dĩ là người ta bỏ đi tại vì người ta không có tin tưởng rằng mà khi người ta giúp đỡ cái người này thì người ta sẽ được khuyến khích, mà trái lại là người ta get in a lot of trouble. Mang họa đúng không? Người ta mang họa cho người. Giống như là thí dụ thì người ta nói rằng nếu mà tôi chở cái anh này vô nhà thương, mà nhỡ khi mà người nhà của anh ta đi vô nhà thương thì gặp tôi rồi lại thấy là nói là tôi là người là gây cái tai nạn đó rồi lại đánh tôi. Thì bạn thấy cái này diễn ra rất là thường ngày ở bên Việt Nam. Nếu mà bạn đi xe trong hẻm hay là gì đó, bạn đụng một người đó, thì cái việc đầu tiên không ai biết là đúng hay sai là người nhà cứ kéo ra mà đánh cái người gây tai nạn trước rồi tính gì tính. Rồi chẳng những cái có thể là hại tới cái bản thân mình, mà khi mà bạn đem vào cái người này vào nhà thương thì những cái viện phí hay là những cái tiền mà người ta chữa trị thì ai sẽ là người trả? Chính phủ Việt Nam là chắc chắn không có trả rồi. Thì mình đã đem người ta vô, giúp người ta đem vô nhà thương thì không chừng bạn còn phải móc túi tiền ra mà để trả cho cái viện phí mà người ta lo cứu chữa cái người đó, là cái vấn đề thứ hai. Cái vấn đề thứ ba là tới lúc mà cảnh sát vào đó, thì nó lại bắt bạn ra để điều tra. Thì bạn có thể nói thật sự, nhưng mà cái chuyện mà bạn biết cảnh sát ở Việt Nam mà lúc mà nó ghi biên bản xuống có nhiều cảnh sát còn ghi thêm cái phần ở dưới nữa. Nếu mà bạn đọc những cái tin tức gần đây có những cái cảnh sát của Việt Nam mà khi điều tra xong mà thấy chưa đủ tin, chưa đủ cái detail đó thì họ còn điền thêm ở phía dưới những cái gì mà họ nghĩ nó đã xảy ra. Thì đó là những cái vấn đề mà Liêm thấy là luật pháp của Việt Nam nó rất là không có khuyến khích người ta là người tốt. Ở Việt Nam thì thường người ta nói một câu rằng ở Việt Nam thì có một rừng lực, nhưng mà toàn là xài lực rừng không, thì cái câu này có lẽ là ai cũng là người Việt Nam thì đều biết cái câu này hết. Thì đó là một cái thêm một cái khía cạnh về luật pháp của Việt Nam, chẳng những về giáo dục mà luật pháp của Việt Nam còn muốn người ta phải là giống như là sợ hãi, cẩn thận trong mọi cái việc của bạn làm, chứ không có thể mà không có thể tự nhiên làm theo cái bản năng hay là chỉ người tốt. Nó như vậy nói như Liêm có nghĩa rằng theo cái nhận xét của Liêm có nghĩa là cái xã hội của Cộng sản Việt Nam, từ giáo dục cho đến hệ thống chính trị cho đến cái luật pháp cho đến hệ thống nhà nước, tất cả những cái đó nó làm ra một cái môi trường mà tạo cho con người ta nghĩ rằng thờ ơ là cách tốt nhất để người ta tồn tại, đúng không? Còn nếu người ta không thờ ơ thì người ta sẽ gặp mang họa vô người. Thì cái thờ ơ của tuổi trẻ Việt Nam chính là cái hệ quả của cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Hải có nghĩ gì không? Theo Hải đó thì đó là một cái giá trị mà trong cái xã hội Cộng sản tạo dựng lên. Và cái đó là một cái cách để họ dễ cai trị một cái dân tộc. Tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam tự cho mình là cái quyền duy nhất để có quyền dẫn lãnh đạo dân tộc mà thôi, và họ không muốn những cái nhìn khác và cái suy nghĩ khác và nhận định khác, và muốn cho dễ quản lý một cái dân tộc như vậy thì họ muốn mọi người đều coi như cái kiến thức phải thấp thì họ mới dễ trị, và cái tầm nhìn và cái suy nghĩ vậy không phải nhìn họ, nếu những người mà họ phải lãnh đạo những người mà suy nghĩ khác chiều hoặc là đặt câu hỏi về những việc làm họ thì sẽ gây khó khăn cho họ, cho nên họ mong muốn là lúc nào ai cũng phải tuân theo một cái chỉ hướng nào đó và tự kiểm tra mình để coi mình có định hướng không, tại vì cái đó là cái giáo dục từ nhỏ, phải viết cái đáp số, dù cái
dù cái mình đọc cuốn sách mà cái suy nghĩ mình như thế nào đi nữa, nhưng mà muốn lên lớp thì cũng phải viết cái bài luận văn giải đáp y như cô giáo chủ nhiệm đã đưa ra. Thì đó là một cái những cái lèo lái và suy nghĩ, và để giúp cho những đảng Cộng sản Việt Nam dễ dàng lãnh đạo đất nước, lãnh đạo người dân mà thôi. Còn đất nước, trách nhiệm với đất nước thì họ mặc kệ, tại vì khi mà người dân không có quan tâm đến, không có để ý đến thì họ không cần phải làm gì hết, tại vì không họ lúc đó thì họ không làm việc vì người dân nữa, tại người dân nghe theo họ thôi mà thôi, chứ không phải là họ làm việc vì người dân, để phục vụ cho dân. Khi trong trường hợp những nước như là nước Mỹ đây thì trường hợp như tương tự như vậy thì gọi cứu thương, mà cứu thương tới 15 phút đã có một sự than phiền rất lớn rồi, thường thì phải dưới 10 phút và trên 10 phút là bắt đầu cái sự than phiền là tại sao rồi. Đó là một cái xã hội có cái tinh thần phục vụ người dân nó khác. Trong cái trường điển hình như câu chuyện anh Thanh Liên đưa ra thì nó có nhiều cái khúc mắc từ xã hội, và nó cũng đặt ra từ cái sự hướng dẫn mà là lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thì là bao lâu đây thì họ lãnh đạo như thế nào đó, thì đó là một số câu hỏi quý vị cũng có thể đặt ra khi quý vị thấy nhìn cái viễn cảnh như thế này, xã hội nó đang định hướng và đi cái xuống đà như thế nào, thì quý vị có thể đặt cho câu hỏi và hỏi tại sao có những cái việc như vậy đó, thưa chị. Dạ, cảm ơn anh Lê Hải. Chương trình của chúng ta thì bây giờ lại đã sắp đến phần kết thúc rồi. Chúng ta còn một điểm nữa chúng ta sẽ nói vào cái chương trình chủ nhật tuần tới, đó là chúng ta sẽ nói về lý tưởng, để lý tưởng làm sao để các bạn có thể biết được những lý tưởng nào là lý tưởng đẹp, đúng đắn thực sự đẹp mà các bạn chọn. Chúng tôi sẽ gặp lại các bạn về cái đề tài này trong chương trình tuần tới. Bây giờ thì chúng tôi sẽ kết thúc chương trình của buổi chủ nhật nói chuyện ngày hôm nay. Phú Sĩ, Lê Hải và Thanh Liêm cùng ban phụ trách của Diễn đàn Tự do TNT Media. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chủ nhật, mỗi chủ nhật từ 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Cali, 8 giờ đến 9 giờ sáng giờ Houston, tương đương 8 giờ cho đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Ba anh em chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật bình an, hạnh phúc, và xin chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Chào tạm biệt anh Lê Hải và chào tạm biệt Thanh Liêm, mời hai bạn chào tạm biệt quý vị khán thính giả. Thanh Liêm xin kính chào tất cả các quý khán thính giả đang nghe, và xin chào anh Sĩ và anh Hải. Dạ, Hải cũng xin kính chào, và lần tuần tới xin mong muốn được đón nhận những cái góp ý của quý bạn quý thính giả qua số điện thoại 617-265-4400. Kính chào. Nhà thuốc Hoa Đà có một chiều dài lịch sử gồm 4 thế hệ điều hành của gia tộc họ Đào theo hình thức cha truyền con nối trong nghề đông y nổi tiếng tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Đà đã được thành lập và phát triển trên 20 năm qua tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, với những sản phẩm dược thảo được chọn lọc từ nguyên liệu thượng hạng và ứng dụng công thức đông y vào bậc nhất. Nhờ đó, các sản phẩm dược thảo của chúng tôi đã được hàng trăm ngàn quý đồng hương bệnh nhân trên toàn Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu và Việt Nam tin tưởng sử dụng. Và đặc biệt, hiện tại những bệnh nhân của nhà thuốc Hoa Đà không còn gói gọn trong cộng đồng Việt Nam hay Á Châu nữa, mà nó đã lan rộng trong cộng đồng người Mỹ da trắng lẫn da màu như Africa, Mexico, v.v. Chúng tôi có những sản phẩm đặc trị chuyên giúp cho các bệnh như tiểu liên miên, đau thần kinh tọa, thoái hóa đốt sống thắt lưng và cổ, đau khớp mãn tính, thận suy, đau dạ dày, yếu sinh lý cho nam giới, sa trệ tử cung và u nang u sơ tử cung ở phụ nữ, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn điều trị bằng châm cứu, giác hơi, dây ấn huyệt đạo bằng xung điện rất có hiệu quả. Hãy bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho người thân. Hãy chọn lấy những sản phẩm dược thảo do nhà thuốc Hoa Đà bào chế. Bạn sẽ cảm nhận được những tác dụng tức thì và kết quả một cách mỹ mãn cho những vấn đề sức khỏe của bản thân. Tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua email nhathuochoada@gmail.com hoặc gọi số điện thoại 281-495-0268 để được các đông y sĩ của nhà thuốc tư vấn cụ thể hơn. Democracy for you and for me. Freedom, democracy.